Vâng ạ, xin mến chào toàn thể quý vị anh chị và bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là Đàm Minh Toàn, mình đến từ quê hương Nghệ An. Cá nhân mình là một người thích khám phá những địa danh, danh lam thắng cảnh trên đất nước Việt Nam chúng ta. Bên cạnh đấy, mình cũng là một người đam mê thể thao và thích các cái trò chơi, vui chơi giải trí. Ngoài ra, mình còn muốn thưởng thức các cái món ăn đặc sắc cũng như là các lễ hội truyền thống của đất nước Việt Nam chúng ta. Chính vì thế mà hôm nay mình lập cái kênh Việt Nam Travel nhằm mục đích là muốn chia sẻ đến quý vị anh chị và bạn những cái địa danh, những danh lam thắng cảnh, những lễ hội truyền thống, những trò chơi vui chơi giải trí của đất nước, con người Việt Nam ta. Và một cái ước ao của mình là mình muốn giới thiệu cái đất nước, con người Việt Nam ta ra với khắp bạn bè Nam Châu trên thế giới. Để không bỏ lỡ những cái video mới hữu ích và cuộc sống thú vị hàng ngày, kính mong quý vị và bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi được những video mới nhất. Đồng thời mong rằng quý vị và anh chị các bạn chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng một cái hành động nhỏ nhỏ của quý vị và bạn, đó là chúng ta nhấn cái nút like để ủng hộ kênh. Một nữa chẳng nói thêm hơn thì thay mặt kênh Việt Nam Travel xin kính chúc quý vị, anh chị và bạn cùng gia đình luôn luôn có sức khỏe, mạnh khỏe, hạnh phúc và khám phá được nhiều cái địa danh trên lãnh thổ Việt Nam của chúng ta cũng như là trên toàn thế giới. Xin chào quý vị anh chị và bạn, xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.